Trước mặt thì cứ anh hài hước vui vẻ, nhưng đằng sau lại toàn nói lời yêu thương như này. Tại vì mình thật sự là mình phải có cái gì đó thì mình mới dám gáy. Còn ảnh thì ngược lại. Thì mình thấy một cái cá tính nó rất là mới, rất là thú vị, mình cần phải học hỏi. Trong một cái chương trình như thế này, cần cái sự phong bạc hơi nhiều. Anh nghĩ đâu đấy? Đâu thực sự. Chúc mừng HIEUTHUHAI! Isaac và Anh Tú không được lựa chọn, không match. Và Erik match với lại HIEUTHUHAI, chúc mừng! Thành viên thứ hai. Nhưng mà em nghĩ rằng em vẫn chưa hết duyên với HIEUTHUHAI. Không sao, ok, anh hiểu rồi. HIEUTHUHAI, ok. Vậy có nghĩa là tìm rất là tuyệt. Em chọn HIEUTHUHAI. Cố lên nhá, cố lên nhá. Jason sẽ về với HIEUTHUHAI. Mình có slogan là có 4 người thua 4 trò không? Có em đấy. Nhưng mà thật ra như này là em đang thấy rất là hợp lý. Nó sẽ công bằng cho tất cả mọi người hơn. Đúng rồi. Mình chơi dở thôi ạ. Chứ bây giờ nếu mà bọn em còn nhất, nhì, ba mà bọn em còn chọn được bài nữa thì thực sự nó không fair với cả các anh em lắm. Tú em đang dãy dùa đó Tú ạ. Không được hết đó. Ông, anh dặn em nè, để bài nào khó khó cho. Tôi xin được công bố như sau. Đội viên được nhiều người săn đón nhất là Erik. Erik khi được hot nhất thị trường hiện nay thì em nghĩ thế nào ạ? Em cứ nói để hiển nhiên đi, đúng không? Em thấy nó hiển nhiên anh ạ. Bất cứ một đội trưởng nào mà có Erik trong đội thì chắc chắn là nhóm đấy sẽ rất là trộm vía, trộm vía em ta. Người thứ hai được săn đón nhiều. Nghe thì thật buồn cười. Nhưng đó là Artus. Ôi là buồn cười vậy. Dạ vâng, là em đó. Em là được săn đón nhiều đấy ạ. Đừng nghe bị ngạc nhiên, tại vì đáng lý mình phải là nằm trong top 1. Mình và Rick xem nhau luôn. Em nghĩ sao về điều này? Thật ra thì 6 đội trưởng thì họ phải có một cái chiến lược và tài năng nó phải khủng khiếp lắm. Thì mới nhìn ra được những thành viên như vậy. Em thấy 6 đội trưởng này cực kỳ tuyệt vời. Nói đùa chứ bất ngờ thật mọi người ạ. Rất dễ thương. Người thứ ba được săn đón tại thị trường hiện nay là Jason. Mời em phát biểu cảm nghĩ ạ. Thì mọi người đã thấy sức mạnh của em chưa nhỉ? Mọi người đã thấy chưa? Chúng tôi rất là màu mỡ để có thể khai thác. Trong top 3 của đội viên có một người nữa là đồng hạng, thì mình gọi là top 4 đi ha. Người này cũng đồng hạng với Artus và Jason, và người đó là Winley. Mình nghĩ chắc chắn là như vậy rồi. Mời em phát biểu. Dạ em tưởng em là top 1 chứ mà em top 4 rồi. Cảm ơn sự khiêm tốn của em. Okay. Bây giờ tôi sẽ công bố đội trưởng được yêu thích nhất. Trong 6 người top 3, nhưng trong đó top 1, top 2 bằng nhau là 5 lựa chọn từ các thành viên. Và người top 3 là có 4 lựa chọn từ các thành viên. Đội trưởng đứng ở vị trí thứ 3 được yêu thích là HIEUTHUHAI. 4 người yêu thích HIEUTHUHAI. Đáng lẽ em phải top 1 chứ. Tại sao mọi người không chọn em? Mọi người sai rồi. Mình đã chứng minh cho mọi người một lần rồi. Bây giờ phải chứng minh lại lần thứ 2. Và hai đội trưởng đang có 5 lượt yêu thích từ mọi người, bằng điểm nhau. Dĩ nhiên là Isaac. Thank you mọi người. Và Rhyder. Quá là bất ngờ mọi người ạ. Mình chưa được, mình nghĩ là mình sẽ được mọi người yêu thương nhiều như thế. Trời ơi. Cảm ơn anh em đã tin tưởng. Mời đội trưởng Isaac và Rhyder đứng gần tôi. Ôi. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ sổ Isaac và Rhyder đầu tiên. Tôi xin được công bố thành viên đầu tiên sẽ pick được team cùng với đội trưởng của mình. Trùng khớp là đội trưởng yêu thích anh ấy và anh ấy cũng yêu thích đội trưởng. Người đó là anh trai Winley. Winley. Mà anh đứng dậy. Hãy tiến về phía đội trưởng mà anh yêu thích. Xin mời. Dạ cho em xin miếng nhạc được không ạ? Làm kịch tính nha. Thôi tự tính gì nữa, đây rồi. Chúc mừng Winley và Rhyder. Vì sao em chọn Rhyder? Dạ tại vì em muốn thử sức ở một màu nhạc mới. Và em thấy Rhyder làm được nhiều thứ. Và em nghĩ em và Rhyder có thể bổ trợ nhau. Mình rất ấn tượng với Rhyder ở cái vòng vừa rồi. Mình thấy Rhyder đã làm một cú gọi là quá ngoạn mục. Em sẽ chọn. Thì mình cũng muốn chọn một cái người cũng kiểu cùng một cái cá tính kiểu hơi hip hop một tí. Chúc mừng em. Cảm ơn. Mời Rhyder dắt Win lên ngồi phía trên. Mời hai đội trưởng tiếp theo lên đứng gần tôi, đó là HIEUTHUHAI và Isaac. Hai đội trưởng này có đến hai lựa chọn giống nhau. Ba người mình lựa chọn hai người giống. Ơi. Lựa chọn đầu tiên trùng khớp của hai người này là anh trai được tôi đọc tên sau đây. Mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi mà em chọn anh trai này. Hú hồn. Tại sao? Anh trai này là một trong những người mà từ những vòng đầu tiên đã có những cái sự comeback qua lại hơn thua với nhau. Thật ra trong lòng em, từ đầu là em rất là muốn tạo nên một dream team, đó chính là một visual group với anh trai này. Và cũng hy vọng là Atus cũng sẽ chọn em. Tại vì em thấy anh Atus anh gáy nhiều quá mà anh chưa lần nào được thắng hết. Ý, trời, nặng lời quá em. Em nghĩ là anh rất cao khác. Mà em có nghĩ Atus chịu em không? Trước là em đã có nhá với lại anh Atus rồi. Đúng không? Trai đẹp có nhá hàng nhau rồi, đúng không? Có nhá, nháy mắt cái kiểu rồi. Nhớ chọn em nha anh Atus ơi. Anh trai Atus. Wow. Lên anh, dẫn lên, dẫn lên. Trời ơi, thở đi. Anh phải để cho đội trưởng tới anh chứ không phải anh tới đội trưởng. Trước khi em tới đấy cho em hỏi tại sao hai anh lại chọn em không ạ? Thực ra thì lúc đầu thì chúng ta cũng có một cái cơ số hiểu lầm với nhau. Không, thì, nó là vậy, không hiểu lầm anh ạ. Sau rất là nhiều sự quan sát thì mình thấy được cái sự gọi là cạch cỡm của Atus. Dạ vâng, thì nó sẽ là một cái miếng hài rất là tốt cho đội em. Nhưng mà cái điều đó chưa quyết định, chưa quyết định rõ bằng sau khi được chứng kiến cái cảnh Atus kê đầu. Và thứ hai nữa là anh ấy quá đẹp trai đúng không mọi người? Thiếu chân thành. Mời HIEUTHUHAI. Tại sao lại lựa chọn anh ta? Dạ thì thứ nhất là anh vui vẻ và... Em đang cố gắng nghĩ những cái phần còn lại. Hiểu. Nghĩ không ra hả? Em nghĩ không ra. Nghĩ không ra luôn à? Em chỉ mới nghĩ được tới đó thôi. Wow, Atus, anh không biết là em có nên về hay không? Lúc đó lòng tôi đau như cắt, nước mắt tôi đầm đìa. À thế là trong một biết cảm nghĩ của em ước gì em được làm đội trưởng để em đấu cả hai người này á. Hay quá tôi ơi, hay quá, anh thích em quá tôi ơi. Nhưng mà luật mà mình phải làm thôi. Hãy tiến về đội trưởng mà bạn đã chọn. Xin chúc mừng. Em xin lỗi anh nhé. Không phải đúng không? Văn miếng lắm luôn đó. Anh buồn quá. Tại sao em chọn Hiếu? Em nghĩ là 6 người không biết có ai chọn mình không. Thì em mới lục lại. Em nhớ cái live lần trước á. Thì khi mà anh Song Luân chọn em cái lúc mà Big Team á, thì Hiếu cũng vào chọn em, mà lúc đấy là em bị ra đảo. Em có một cái tia sáng. Thì em mới bám vào hình ảnh đấy. Và nhưng mà những lời nói lúc nãy Hiếu nói đau anh ạ. Có đau, anh nghĩ đau đấy. Đau thực sự. Mình thấy anh Tết là một cái cá tính rất là hay. Em nhìn vào anh Tết là tất cả những lựa chọn còn lại mờ đi. Trước mặt thì cứ anh hài hước vui vẻ, nhưng đằng sau lại toàn nói lời yêu thương như này. Tại vì mình thật sự là mình phải có cái gì đó thì mình mới dám gáy. Còn ảnh thì ngược lại. Thì mình thấy một cái cá tính nó rất là mới, rất là thú vị, mình cần phải học hỏi. Trong một cái chương trình như thế này cần cái sự phong bạc hơi nhiều. Anh nghĩ đau đấy. Đau thực sự. Không sao, không sao. Lên ngồi nghỉ đi, cho bớt đau. Lên ngồi nghỉ trước đi. Hiếu và Isaac đau tiếp lượt 2. Ủa? Ngoài Atus ra còn một lựa chọn giống nhau nữa. Và đó là Negav. Erik. Wow. Kinh khủng. Cảm giác này thật tệ. Nhưng đây không phải là cuộc đấu của hai người mà là cuộc đấu của ba người, bởi vì Erik có đến 3 người lựa chọn. Wow. Xin mời đội trưởng Anh Tú bước lên. Đây là 3 đội trưởng đã lựa chọn Erik. Dĩ nhiên Erik chỉ có một lựa chọn trong 3 người này. Erik có muốn nói gì không? Em đang hơi sướng. Hãy sướng chứ, đúng không? Phải sướng chứ. Cảm ơn vì là ba anh đã chọn em. Mọi người cho tôi biết vì sao chọn Erik ạ? Cái vòng 2 là em đã định chọn Erik rồi. Và lúc đó anh Erik cũng nói với em là anh cũng định chọn em, nhưng mà anh sợ là em không chọn anh. Vòng này thì em nhất quyết là em vẫn rất là thích anh Erik, bởi vì vừa nhảy được, vừa hát được và mọi thứ rất tuyệt vời. Tú sao Tú? Em thấy Erik là một người toàn diện, có cả nhan sắc, kỹ thuật, nhảy và hát rất hay luôn. Em đã được làm việc cùng Erik ở trong Sóng Vỗ Vỡ Bờ và em đã thấy được cái khả năng của Erik cực kỳ cao. Isaac, đầu chương trình em có để ý một cái chi tiết, đó chính là mình sẽ có một cái dance battle. Cho nên rằng là thật ra cái tiêu chí hồi nãy em nói về Artus về battle thật ra em có nói thật. Mặc dù rất là hề hước nhưng mà những cái bước đi gọi là breakdance của anh Tú là Artus thật sự là có nghề, mình có thể train được. Cho nên rằng là em muốn chọn cả 3 thành viên đều biết có vậy. Khả năng dance battle và có chiều cao ngang với em. Chiến thuật hay. Ví dụ như mà lỡ còn anh đứng sát xem có chiều cao có bằng anh không cái. Bằng không? Bằng. Tất nhiên Erik là một trong những cỗ máy nhảy của chương trình cho nên là em sẽ chọn Erik. Dạ. Mời Erik lên đây. Erik, em ném hoa đi. Em hãy chạy lại ôm đội trưởng mà em đã mong ước. Mời em. Cho anh là ai hai đứa ta nhìn thấy nhau, người sẽ khiến trái tim dành trọn yêu thương. Người ấy là ai? Ai Erik còn tưởng mình đã tham gia nhầm chương trình cơ. Mình tham gia người ấy là ai hả? Trời ơi. Khe vào tai. Erik đã được trải nghiệm anh Tú ở vòng 1 rồi. Anh ấy là một cái người đội trưởng phải nói là rất là tâm huyết. Phải gọi là 3-4 giờ sáng mà anh ấy có nghĩ ra được một cái gì đấy là anh gọi loạn hết cả lên á, là không cho ai ngủ hết á. Sợ nhá. Anh Isaac thì hầu như là các cái cuộc trước của anh ấy và anh ấy là nhóm trưởng thì đều đạt những cái thứ hạng rất là cao. Vì mấy vòng vừa rồi thì cũng chưa thắng vòng nào. Thực sự cũng rất muốn trải nghiệm một cái cảm giác được đứng nhất hoặc cùng lắm là đứng nhì thôi. Khe vào tai ai một điều hơn trao về em thế cùng như bông tuyết tan. Chúc mừng HIEUTHUHAI. Isaac và Anh Tú không được lựa chọn, không match. Và Erik match với là HIEUTHUHAI. Chúc mừng thành viên thứ hai. Rất là thích con người của bạn, cũng vì một cái câu nói của bạn trong cái ngày mà Erik ở phòng màu mỡ đấy là anh Erik ơi, chọn em đi, anh là số 1 luôn, số 1 trong cái list của em. Dream team của bạn là Erik. Em có hài lòng không? Yeah, em rất hài lòng, thực ra là em rất là tin tưởng Hiếu vì qua 2 vòng vừa rồi bạn làm rất là tốt. Nên là hy vọng là Hiếu sẽ dẫn dắt đội mình để chiến thắng tiếp ở vòng sau. Ok. Yeah, chắc chắn rồi anh. Rồi, mời em lên gặp đồng đội Artus của mình. Dạ, cảm ơn anh. Lên đây em ơi. Thưa quý vị, như vậy là Isaac của chúng ta đã xuống 2 lần. Chương trình là tạo điều kiện để chúng ta không đến được với nhau, là cái chương trình của Con Trai Say Hi đó. Mọi người đã đạt được mục đích rồi đó. Chúc mừng ekip. Chúc mừng ekip. Em xin lỗi anh nhé. Đội trưởng HIEUTHUHAI và Isaac chỉ còn một lựa chọn nữa thôi đúng không ạ? Đấu luôn cho máu. Ê, ồ. Trời ơi. Ôi, lại đủ tiếp. Và trong lựa chọn của đội trưởng HIEUTHUHAI và Isaac thì trong đó có một người được nhiều lựa chọn và người đó là Jason. Tôi xin được đọc thêm một đội trưởng nữa đã lựa chọn Jason mà không phải là chỉ hai người này. Đội trưởng đó là đội trưởng Quang AP. Mời bạn ra đây. Thưa quý vị, trong sự lựa chọn của team Quang AP, Isaac và HIEUTHUHAI, tôi kêu tất cả các lựa chọn nó lên cùng một lúc luôn. Đó là Jason, Gin Tuấn Kiệt, Negav, Pháp Kiều và Quang Hùng MasterD. Tuyệt vời. Ok, bây giờ tôi sẽ sổ kết quả của anh trai này. Anh trai này ác quá, sẽ cho chúng ta biết là anh ta có matching với đội trưởng đó hay không. Tôi xin được sổ kết quả cuối cùng của đội trưởng Isaac. Tại vì anh Isaac đã xu 2 lần, thì hãy xem lần cuối cùng của anh ta có cầu được ước thấy hay không, hay anh ta sẽ là đội trưởng đầu tiên ra đảo hoang. Có được không? Có chứ em, không match 3 hiệp thì đi ra đảo hoang còn gì nữa. Cứu anh Quân ơi, trước thì em đi rồi. Cứu anh Quân ơi. Anh ơi, anh ra ngoài đó làm tộc trưởng ngoài đó thôi cho em. Isaac hãy cho tôi biết người thứ ba mà bạn muốn được bắt gặp là ai. Thì Isaac như đã nói rồi là Isaac xin được chọn tình cũ của mình. Trong bản này có một người em rất là yêu quý. Đó là rapper Negav. Trong vòng vừa rồi là hai anh em tạm xa nhau. Thực ra là em cũng xem thích Negav. Rồi, duyên dáng, rồi rap cũng hay, giàu, hát cũng tình, giàu, đúng rồi đó. Thiệt nhất không? Cho nên là khi mà làm việc Negav thì mình sẽ cảm thấy có một cái sự giàu có, sang trọng. Ok. Không, thực ra đùa thôi, tại vì cái sự hài hước Negav á sẽ là một cái điểm thu hút khán giả cho cả đội của mình. Đó. Thì nói về nhảy thì qua 2 cái live stage vừa rồi thì Negav cũng đã thể hiện được những cái gì mà Negav đã học, rồi mình đã trau dồi và mình đã làm tốt đến cỡ nào. Thì cho nên là Isaac ơi, anh đừng lo nhiều nhé. Như đã nói rồi là Isaac xin được chọn tình cũ của mình trong vòng đầu tiên. Đó chính là Diêm Tuấn Kiệt. Diêm Tuấn Kiệt. Yeah. Ủa, hip hop mà ha. Em biết cái chọn em hip hop cười luôn. Thân ái. Sao vậy? Cuối cùng cũng chỉ là đồ bỏ thôi. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Và một tiêu chí như mình có lặp lại, đó chính là chiều cao phải xem Isaac. Thì Negav đừng đau lòng, tại vì em có tất cả, em chỉ thiếu chiều cao thôi bé. Trời ơi. Nói về chiều cao thì khi nào anh cởi ra đôi giày độn của anh đừng giấu khán giả nữa. Và Gin Tuấn Kiệt, hãy cho mọi người biết lựa chọn đội trưởng ước mơ trong lòng bạn là... Dạ, cũng mong chờ xem là cuối cùng là Gin Tuấn Kiệt, người mà mình yêu thương đặt nhiều niềm tin, có chọn mình hay không. Dạ, trong lòng em tính là nhất quá tam. 2 lần kia với anh Isaac nó chưa có thành công mỹ mãn rồi. Em lần thứ 3 mình phải cho nó tới nóc. Đúng. Phải lên nhất cùng nhau một cái để coi đứng ở trên đó có lạnh hay không. Đúng. Đó, nhưng mà em quay qua bé Gip. Mà em nghĩ là hai này rất là thân với nhau, có thể là Isaac sẽ chọn Negav. Cho nên ok thôi nhường cho đứa em nó về với anh Isaac. Em trong đời em như vậy. Xong cuối cùng cho nên là em mới chọn. Em chọn Rhyder. Oh. Rồi là ra đảo hoang đó. Thưa quý vị, Isaac không trùng khớp với ai cả. Isaac là đội trưởng đầu tiên ra đảo hoang. Oh my god. Lên thuyền đi anh. Bà làm cái gì vậy? Bà làm cái gì vậy? Tất cả là bà. Lên phà giải cứu anh Sái à? Cảm ơn em. Thôi được rồi, xin cảm ơn. Trời ơi. Lá thăm tiếp theo, anh trai Negav. Em đứng ở đâu ạ? Dạ, em khóc hả? Em vào chánh điện. Em mới rửa mặt hả em? Dạ. Khóc gì mà quá nhiều, bị dày quá, nó bị lố, hiểu không? Dạ. 2 dòng thôi nó mới thiệt. Để mốt em rút kinh nghiệm lại. Bây giờ nè, nói mới khóc thiệt nè. Tuần rồi em hạng 16. y. Trời ơi, một mà xuống 16 luôn. Thì với một anh trai phong độ trội sụp như vậy, cho tôi hỏi có bao nhiêu người lựa chọn? Một, hai, ba. Y. Hai chọn từ Isaac và Quang AP. Nói đi ạ. Vị thế của em lúc này thì em nghĩ là... Trời ơi, vị thế. Em nên giành giật bất cứ một cơ hội nào. Thương quá. Em bất chấp vậy sao? Bất chấp vậy đó hả? Nói cái này mới khóc thiệt nè anh ơi. Thấy thương quá à. Cái này không có cần xài tới nước mắt nhân tạo luôn đó. Không phải. Vòng trước mà em bị lùi như thế có nghĩa là em đã không tìm được đúng cái bến đỗ cho mình. Nên là vòng này về đây anh nghĩ là anh em mình sẽ làm với một cái gì đấy ra trò. Wow, wow, wow. Thực ra thì lúc đầu em cũng nói rồi là này Gift có tất cả. Chỉ thiếu một cái thứ mà em cần ở vòng này. Trời ơi, nhấn dù mấy lần đau quá. Bởi vì em có một cái lời hứa là em sẽ nuôi và bảo bọc cho Negav. Em biết vì sao Negav vòng vừa rồi là ở hạng 16. Tại vì Negav không có Isaac bên cạnh. Wow. Trời ơi. Em quyết định là em sẽ chọn Negav một lần nữa để đưa Negav quay trở lại vị trí số 1. Sau khi là người đầu tiên lên hoang đảo thì cái tiêu chí của mình đã bị lung lay á mọi người. Cứ cảm thấy rằng là ai mà có tiềm năng là mình pick là tức. Ban đầu thì không ai chọn đâu, khúc sau thì nằng nặc đòi cho bằng được. Hồi nãy là em tưởng là em gọi là hàng để lưu kho rồi, mà bây giờ cảm thấy mình rất có giá. Em có giá hơn khi em có quyền được từ chối cả hai người. Wow. Để ra đảo lần thứ tư luôn đó. Cái gì ghê vậy? Kiêu hãnh lên em. Em muốn trả thù hiếu thứ hai à? Một anh chàng thật là tội lộn tệ bạc. Em mới tội. Em đổi. Em mới là người tội kìa. Bạn không chọn tôi thì tôi sẽ trả thù bạn. Đó là lối chơi của Negav. Em đổi lựa chọn không? Tại em thấy hơi dấp miếng rồi. Em đang sợ cái miếng của nó dòng sau bị hạt nhài đó anh đó. Trời ơi. Mời Negav đưa ra lựa chọn của mình. Thật ra là em cũng có phân vân giữa anh Isaac và anh Hiếu thứ hai. Thì em nghĩ bây giờ em cũng phải quay về với bản ngã của mình thôi. Ok em. Sorry anh. Không sao, anh em sẽ gặp nhau ở chỗ khác. Chúc mừng. Hả? Sorry anh, sorry anh. Tôi biết Isaac cần tôi lắm. Bây giờ cái team Isaac mà không có tôi là không thể nào mà lên đỉnh cao được. Lá thăm tiếp theo là anh trai Jason. Đẹp trai, tài năng, anh em ưa chuộng. Nhưng đáng tiếc Jason trong tuần vừa rồi hạng 20. Và có ai muốn Jason tiếp tục đồng hành với mình hay không? 1, 2, 3. Một chọn, hai chọn. Mời Hiếu thứ hai và anh Tú. Mình cũng đã làm việc với nhau rất là thắng lợi rồi. Không có lý do gì mà mình phải đổi hết. Vì còn rất là nhiều thứ anh em mình chưa làm với nhau. Yeah. Oh my god. Còn rất là nhiều thứ anh em mình chưa làm với nhau. Yeah. Team mình cần một người có thể là main dancer và bạn ấy sẽ làm được nhiều thứ. Anh cần một bạn rất là tỏa sáng trong đấy và rất cần Jason sẽ đồng hành cùng với cả team. Trước tiên thì anh rất là cảm ơn Hiếu bởi vì khoảng thời gian làm việc vừa rồi anh rất là cảm thấy rằng mình học được rất là nhiều điều từ anh. Còn anh Tú thì thực sự em rất yêu anh. Em rất thương anh. Là sao? Là thương thôi là có về không? Nhưng mà anh nghĩ rằng em vẫn chưa hết duyên với Hiếu thứ hai. Không sao, ok, anh hiểu rồi. Anh chọn Hiếu thứ hai, ok. Vậy có nghĩa là tìm rất là tuyệt. Anh chọn Hiếu thứ hai. Cố lên nhá, cố lên nhá. Jason sẽ về với Hiếu thứ hai. Bây giờ sẽ là phần tổng kết điểm sau trò chơi cuối cùng. Đầu tiên chúng ta có team Hiếu thứ hai đấu với team Vũ Thịnh. Và Vũ Thịnh đã xuất sắc tìm được quy luật của trò chơi. Điền 000 1000 thắng tuyệt đối 1000 điểm. Và mà anh Tú cũng cực kỳ thông minh. Lúc đầu anh Tú bắt đầu với số 1 100 999. Vậy mà thua hết 999 luôn. Đó là tại vì bên này quá thông minh thôi. Chứ anh Tú là nghĩ ra cái đó là hay rồi. Tuyệt vời. Thưa quý vị, và với chiến thắng đó thì đội của Vũ Thịnh được cộng thêm 200 điểm từ đội của Anh Tú, nâng tổng điểm lên 1.350 điểm. Wow. Yes, yes. Top 1 trở thành đội hạng nhất sau 4 game. Here we go. Có 4 thằng mà mình thắng 4 trò. Hay quá vậy trời. Ê, không cãi được. Mình có slogan là có 4 người thua 4 trò không? Có em đấy. Nhưng mà thật ra như này là em đang thấy rất là hợp lý. Nó sẽ công bằng cho tất cả mọi người hơn. Đúng rồi. Mình chơi dở thôi ạ. Chứ bây giờ nếu mà bọn em còn nhất nhì ba mà bọn em còn chọn được bài nữa thì thực sự nó không fair với cả các anh em lắm. Tú em đang dãy dùa đó Tú ạ. Thưa quý vị, và chiến thắng của Vũ Thịnh đã đẩy đội Hiếu thứ hai thành đội không thắng một game nào cả, 0 điểm sau 4 game. Wow, kỷ lục khó có ai bì được. Mình đánh giá chị Orin rất cao, bởi vì chị Orin có một cái giọng hát siêu hay luôn, và cái kỹ thuật viết nhạc của chị Orin cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mà mình nghĩ là giọng của chị Orin lên một cái demo ngáo ngơ như thế này thì là một cái bài toán cực kỳ khó. Rồi, thôi bây giờ thế này, vì hai đội đều đồng hạng nên chúng ta bóc thăm cho nó lẹ. Chúng tôi có 2 thăm 5 và 6, ai bóc số 5 sẽ chọn trước. Rồi, em khỏi suy nghĩ, chúc mừng em. Trời vẫn cho chúng tôi có một lần được chiến thắng. Hôm nay là hiếu thứ hai chúng ta là thua toàn tập, thua luôn phần rút thăm. Nhưng mà trời ơi, sao mà xui dữ vậy? Có phải là do có anh A Tú trong đội không? Tôi cảm thấy rất hả hê về một cái sự thất bại của anh từ đầu tới đuôi. Hy vọng là anh sẽ hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Thôi mình về luôn đi chứ hả? Chứ có gì đâu, chừng nào mà có bài thì gửi mail cho tụi em. Đúng rồi ạ. Chứ tụi em đợi để làm gì nữa, về nghỉ ngơi anh em. Bài nào cũng được anh ạ. Bài nào cũng được. Được đấy, khẩu khí. Bài nào cũng được hết đó. Không, anh dặn em nè, để bài nào khó cho anh. Yes sir. Bài nào mọi người cũng đều tự tin cả. Anh em về trước để mọi người gửi mail. Hello xem chưa? VieOn phiên bản toàn cầu miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.